Chiều ngày 24 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức khai mạc hội thi tuyên truyền viên giỏi tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ trẻ em cấp tỉnh năm 2024. Tham gia hội thi tuyên truyền viên giỏi tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ trẻ em cấp tỉnh năm 2024 có 11 đội đại diện cho các huyện thành phố. Trong thời gian 2 ngày, các đội sẽ trải qua 3 phần thi gồm trao hỏi, tuyên truyền và phần thi kỹ năng xử lý tình huống. Với sự chuẩn bị chu đáo, các đội thi đã thể hiện sự am hiểu về phòng chống bạo lực gia đình, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, vấn đề sinh con ở tuổi chưa thành niên, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, mua bán người. Đặc biệt nhiều nội dung tuyên truyền được sân khấu hóa thành những thông điệp ngắn gọn, dễ hiểu dễ nhớ, lồng ghép thành những câu chuyện chân thực trong cuộc sống về vai trò của hội liên hiệp phụ nữ các cấp đối với công tác tuyên truyền thể hiện rõ quan điểm lấy phụ nữ làm trung tâm vừa là chủ thể hành động vừa là đối tượng thụ hưởng đảm bảo giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ trẻ em thông qua hội thi đã góp phần thực hiện đề án 938 tuyên truyền giáo dục vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027 đồng thời xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham gia bảo vệ quyền và lợi ích chính